Hôm nay mình sẽ test một team Chelsea. Thủ lead ST luôn hả? À, lấy sơ đồ này luôn nha, 4-2-3-1 luôn đi. Đó, tiền đạo mình sẽ là của mình sẽ là Gullit mùa giải CAP cộng 8, CM sẽ là Buckley mùa HG8 và LM sẽ là Joukou mùa LN8 và cánh đối diện sẽ là Zola mùa Icon Movement cộng 3. Đôi tiền vệ phòng ngự sẽ là Essien mùa Journeyman cộng 5, Black CAP 8. Bộ tứ vệ sẽ bao gồm Azizko mùa LN8, Cowell mùa 23NG8, Rudiger EU24-6, Zabacosta mùa RTN8 và thủ thành là Thibaut Courtois mùa MC cộng 8. Có Mason Mount nữa này, để tí nữa thay thử nha. 3-1 chơi rộng rộng một xíu đi. 8 luôn, 6-4 chắc cũng được. Mình sẽ cắm Gullit ở phía trên nha, để phản công luôn. Bên này di chuyển rộng, ok thử đi. Nhưng mà riêng ông này thì để duy trì vị trí thôi, mình thích ông CM là phải đứng giữa, tấn công cân bằng hả? Thôi nhà đi, rồi ổn chưa nhà. Sẽ nát tại chỗ luôn phía trên này, hai ông này là y chang nhau này. À, xu hướng 3-3-2 thôi nhờ, vậy thôi ông này 2 thôi, lên cao quá mất công, tại vì đã có tham gia tấn công rồi là mình thấy nó lên cũng cao ấy, 2-3 được rồi. Không vào nữa đi. Còn khẩu búa này rất là ok nha. Đây. Hai trái. Qua. Ấy, Gullit không có ấy à. Nó rà thôi, còn mình thì mình ráng mình bắt bài vậy. Chứ nếu gặp đối thủ rê giỏi thì cũng chịu thôi. Ơ kìa, nhẹ nhàng. Chạy đi. Đúng rồi, chạy đi. Chạy trước đi rồi tính, rồi tính đối phương thủ đánh đầu sao á nha. Thật ra mình nghĩ bình thường là không ăn quả này. Zola, kỹ thuật của Zola, kỹ thuật của Zola siêu. cái chiều Electrico này ở cái góc này rất là lợi hại lúc đó thôi, tại vì cái skill này làm được nó bị, nó có một bên nè, cộng 5 để làm. Gullit ơi, bước một luôn nè. Đúng rồi, mới ra tới đó luôn rồi vẫn rút được cái quả như vậy. Siêu. Chơi ăn, chơi ăn lẫn. Ui, thằng Mao chuyền sai số cũng cao phết đó chứ. Ui, Gullit kìa. Đúng Gullit có khác nha. Tốt rất là hiền luôn.
See you. Zola, Zola, Zola. Ủa quá nhưng mà vẫn có Ben. Yeah. Ủa chết tụi. Chị có Reiner đá cam nha. Rồi Zola cũng được. Zola cũng được rồi. Yeah. Zola lấy công chuộc tội. Ai cũng được, ở Ben cũng được, cũng được. Đang tính giữ Ulit là sao sút chậm thế. Phải lỗ tay. Hưng vẫn bật. Trái nữa. Được rồi. Đây rồi. Đây rồi. Đây rồi. Cuối cùng thì mình gọi nhau là gì? Lên hạng chứ là gì nữa. Lần này không nghĩ nhiều nữa, hồi nãy thấy nó nãy tưởng di gôn. Bắt lấy. Bắt lấy, vẫn không vào. Và đó những trải nghiệm của mình về đội hình team Chelsea trị giá tầm 26.000 tỷ BB. Cảm ơn các anh em đã theo dõi hết video này. Và nếu thấy hay hãy cho mình một like và nhấn subscribe đăng ký ủng hộ mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các anh em trong những video tiếp theo.